Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 6 của truyện ngắn Người Con Dâu. Suốt đêm đó, Thôi Mẫn không thể nhắm mắt. Ngay lúc gà gáy lần đầu, nàng ngồi dậy, đầu nàng nhức như búa bổ và trước mắt nàng tối sầm lại. Nàng cố gắng mặc quần áo thường ngày và như từng lệ vào bếp để đun nước pha trà cho cặp vợ chồng già. Rồi nàng đặt nồi cháo yến lên bếp hâm nóng để con gái ăn sáng trước khi con ở mắt nhắm mắt mở bước vào tìm nước sôi cho cha mẹ chồng nàng. Vào lúc mọi người thức dậy, Thôi Mẫn bưng chén cháo yến trên một chiếc khay bạc vào phòng Vân Thụy. Bên dưới tấm mền mỏng bằng lụa vẽ hình bông sen, con gái nàng vừa thức giấc. Khi trông thấy mẹ, tim Vân Thụy đau nhói và quay mặt vào tường để tránh không nhìn mặt mẹ. Thôi Mẫn cũng cố cầm nước mắt và nài nỉ con gái dậy, ăn chén cháo. Rồi nàng giúp con gái mặc quần áo cưới. Mỗi lần mặc thêm một thứ quần áo lên thân thể con gái, tim nàng lại chịu nặng thêm. Khi Vân Thụy mặc xong quần áo rồi, thì chiếc áo của Thôi Mẫn thấm đầy nước mắt. Nàng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn con. Mẹ đã nói tất cả những gì mẹ muốn nói với con rồi, Vân Thụy ạ. Tóm lại, con phải hết sức bảo trọng. Khi trời lạnh, phải mặc thêm quần áo buổi sáng và buổi tối. Khi ăn, con đừng ăn quá nhiều để trọ. Vân Thụy nhào vào vòng tay mẹ. Mẹ ơi, con sẽ trở về trong vòng 3 ngày. Những lời nói không đem lại an ủi cho chính Vân Thụy và nàng òa khóc. Lưu Tam Nương đi cùng mấy người đàn bà tới làm mặt cho Vân Thụy. Thôi Mẫn vội vàng lau nước mắt và mỉm cười chào đón họ. Nàng gọi con ở bưng trà và đi tìm người chị chồng đến nói chuyện với khách. Kể từ đó, nàng bận bịu với nhiều việc vặt trong bếp cho tới lúc Vân Thụy bước lên kiệu hoa. Vì có nhiều người vây quanh, nàng không thể nói những gì nàng muốn nói với con gái. Và khi tiếng chiêng bắt đầu vang lên ở cửa trước, báo hiệu cuộc rước dâu khởi sự, Đại Trí mặc một bộ âu phục mới chạy tới bồng em gái vào kiệu hoa. Vân Thụy nắm lấy chiếc áo thêu đỏ sẫm của mẹ và khóc, "Mẹ, mẹ ơi!" Đưa chiếc khăn tay trắng viền ren che lên mặt và không để ý tới trong nhà đầy khách, Thôi Mẫn khóc theo con gái. Các khách phụ nữ an ủi nàng, con gái của chị phải đạo hạnh trong 3 kiếp trước mới được vào làm dâu trong một gia đình như thế. Những lời nói đã làm dịu Vân Thụy và cuối cùng nàng nín khóc. An Phúc vẫn ở trong phòng ngoài tiếp khách của nhà họ Trương tới đón dâu. Nhà họ Trương nhắc nhở đã tới giờ đón dâu rồi. Đại Trí giằng em gái ra khỏi tay mẹ bồng lên và băng ngang qua phòng khách và đặt vào chiếc ghế trong kiệu hoa ngay tại trước cửa. Khách trong phòng Vân Thụy đều đi theo Đại Trí ra cửa. Tại đấy, các nhà công bắt đầu thổi kèn đánh trống sửa soạn tiễn đưa cô dâu. Thôi Mẫn trong trạng thái hôn mê thất thần, bước ra khỏi phòng con gái, về phòng riêng và ngồi xuống cuối giường. Theo tập quán thì bà mẹ thường than van rên rỉ ồn ào khi con gái sắp được đưa về nhà chồng. Vì thế, nàng khóc mặc sức, không kiềm chế, tuôn ra tất cả những bất hạnh của nàng kể từ ngày Lưu Trường Khanh lôi nàng lên lầu. Dần dần, chiếc kiệu hoa khuất dạng và tiếng ồn ào của kèn trống trở nên mơ hồ. An Phúc và cha mẹ vẫn còn đầy một nhà khách hứa phải tiếp. Khách được mời ngồi quanh những chiếc bàn tròn trong phòng khách. Bằng một hành động bề ngoài, mẹ và chị An Phúc tới phòng Thôi Mẫn và chiếu lệ năn nỉ nàng đừng quá buồn phiền và an ủi nàng bằng một chân lý rẻ tiền là con gái nhà ai cũng phải lấy chồng khi tới tuổi. An Phúc nhiều lần vào phòng để đưa cho vợ một chiếc khăn nóng, rót cho nàng một tách trà, hoặc bằng một giọng nhẹ nhàng, xin nàng hãy vì sức khỏe mà đừng buồn lo thái quá. Chàng cũng cho nàng biết nàng không phải lo việc tiếp khách, nhưng nàng cần phải nghỉ ngơi, chàng bảo sẽ sai con ở mang cơm vào cho nàng. Nếu nàng không ra thì khách cũng không phiền hà gì đâu, nàng phải nằm nghỉ sau khi ăn cơm trưa. Trong mấy ngày vừa qua, nàng đã làm quá nhiều việc rồi, nếu nàng không nghỉ thì sẽ bị bệnh đấy. Sau khi ta tiễn khách và dặn chúng nó dọn dẹp nhà cửa, ta sẽ vào với nàng. Và tối nay ta sẽ bảo với mẹ biết là ta sẽ đem nàng đi Thượng Hải với ta, nàng phải nghỉ đi.
Vai Thôi Mẫn rung lên vì khóc, chiếc khăn tay của nàng ướt đẫm nước mắt. Sau khi lau mặt bằng chiếc khăn chồng đưa, phấn trên mặt nàng trôi hết để lộ ra một nước da vàng tái và hai mí mắt sưng húp. Nàng trông thực là bệnh hoạn. Mẹ không... Chàng vỗ nhẹ trên vai nàng, không cho nàng nói nữa. Ta biết, nhưng ta hứa với nàng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nàng phải nghỉ sau khi ăn xong. Con ở đem vào 4 đĩa thức ăn nhỏ và một bình cháo trên một chiếc khay kiểu phúc kiến bóng loáng. Thôi Mẫn từ sáng chưa ăn gì, cảm thấy đói khi mùi đồ ăn bốc lên mũi nàng. Sau khi con ở đi ra, nàng ăn một chén cháo, súc miệng và rửa mặt một lần nữa. Khách bên ngoài vẫn cười và ồn ào trong trò chơi đố ngón tay, nhưng nàng không có tâm trạng gia nhập cuộc chơi. Ngoài ra, đồ ăn trong bụng nàng, nỗi mệt nhọc dồn dập từ vài ngày qua và một đêm vừa qua không ngủ, tất cả đã đưa nàng vào một giấc ngủ trưa mê man. Nàng định sẽ tiếp khách ngay khi nàng ngủ dậy. Nhưng vừa đặt lưng xuống, nàng chìm vào một giấc ngủ say sưa. Mãi tới khi căn buồng tối hẳn, nàng mới thức giấc. Ngơ ngác, nàng ngó nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc kỷ trà bên cạnh giường. Và mãi lúc đó, nàng mới biết nàng ngủ suốt cả buổi chiều. Nàng ngồi bật dậy, hất chiếc mền mỏng sang một bên. Chiếc mền có lẽ do An Phúc đắp cho nàng. Căn nhà rất yên tĩnh. Nàng đoán An Phúc đang ở trong phòng của ba mẹ chồng. Trong phòng mẹ chồng của nàng, tim nàng hồi hộp đập mạnh trong lồng ngực. Không thể thế, không thể thế. Nàng lơ đãng gấp chiếc mền mỏng lại, đứng trước cách tủ quần áo. Nàng thoa chút son phấn lên mặt, chải lại tóc và vuốt thẳng quần áo bèo nhèo. Khi nàng sắp bước ra khỏi phòng, thì chiếc màn cửa bị giật mở toang và An Phúc đứng đó. Nàng co rúm như một trái banh, như thể là chiếc màn cửa đập vào nàng thay vì vào tường. Trong bóng tối, cái thẹo tím nâu của An Phúc nổi bật lên, vì mặt chàng đã biến thành màu xám như tro, trong khi mí mắt trái giật giật, như thể chàng đang trong một cơn động kinh vậy. Thôi Mẫn hoảng hốt lùi lại một bước, tựa vào chiếc tủ quần áo. Nàng cố gắng hỏi, chàng ở đâu? Em đang định đi tìm chàng. An Phúc tiến một bước về phía nàng, một tay nắm chặt chiếc áo thêu của nàng. Chàng nhấc bổng nàng lên. Nàng hỏi ta ở đâu hả? Nàng sợ muốn chết biết ta ở trong phòng của mẹ ta phải không? Còn điếm rẻ tiền. Hành động của nàng đẹp lắm. Rồi chàng buông tay ra và Thôi Mẫn lảo đảo. Lưng nàng lại đụng vào chiếc tủ quần áo. Hay lắm. Trong lúc ta làm ăn vất vả như một con ngựa ở Thượng Hải, nàng lén đưa đàn ông vào nhà. Nói cho ta biết, làm thế nào nàng gian díu với thằng lưu manh ấy. Tiến lên một bước nữa, An Phúc đứng sát nàng. Ngón tay trỏ của chàng giống như ngón tay trỏ của bà mẹ, chỉ thẳng vào nàng, gần như chạm vào mặt nàng. Em đã muốn nói cho chàng biết chuyện này. Em không bao giờ có ý định gian díu với hắn. Chính là tại gã họ Lưu đó, hắn dùng sức mạnh lôi em lên lầu. An Phúc hất mặt về phía trước, chỉ tay vào mũi và nói chặn nàng. Nàng cho ta là một kẻ ngớ ngẩn hay sao? Nếu nàng không đồng ý, thì ai có thể làm gì được nàng? Mẹ thật là quá đúng khi nói nàng là đồ rẻ tiền, sinh ra đã rẻ tiền rồi. Cút đi, gia đình nhà họ Trần không thể chứa một con người dâm đãng như nàng. Lập tức Thôi Mẫn quỳ xuống, hai tay ôm chân An Phúc và nói, xin hãy nghe em không bao giờ đồng ý chuyện đó, không bao giờ. Hắn cưỡng bức em chỉ là một người đàn bà, làm sao em chống cự được hắn chứ? Nếu em nói dối một lời, thì sét đánh em chết ngay lúc này. An Phúc gầm lên, sét sẽ đánh chết nàng thực đấy, nói hay lắm. Vậy thì tại sao nàng không tự tử đi khi hắn cưỡng bức nàng? Tại sao nàng không đập đầu vào chân giường để chết đi? Đúng là những lời của mẹ. Vậy mà chàng hứa, chàng sẽ không tin những gì mẹ nói. An Phúc đạp nàng ra, rồi nâng nàng dậy, tát vào mặt nàng. Mạnh đến nỗi, nàng bị văng tới tận giường. Một dòng máu đỏ tươi ứa ra từ khóe miệng nàng. Sao nàng dám phê bình mẹ sau khi nàng đã làm chuyện này? Vung một cánh tay, An Phúc gạt tất cả những đồ son phấn trên mặt tủ quần áo xuống đất. Chiếc hộp đựng phấn có tiếng nhạc bên trong kêu lên một khúc nhạc trong căn phòng tối tăm. An Phúc dùng chân đạp lên cái hộp phấn để chấm dứt tiếng nhạc. Trong suốt những năm qua, ta đối xử với nàng như một người đàn bà có tư cách, mua cho nàng cái này cái nọ, cho nàng sung sướng.
Ta không bao giờ ngờ rằng nàng bôi phấn lên mặt để quyến rũ đàn ông khác. Đêm nay, trước khi ta trở lại phòng này, nàng phải ra đi. Ta không muốn trông thấy nàng một lần nữa. An Phúc bước ra khỏi phòng, gạt tấm màn cửa mạnh đến nỗi chiếc màn cửa đập vào bức tường. Vào khoảng nửa đêm, khi An Phúc lảo đảo bước vào phòng, Thôi Mẫn vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngọn đèn dầu thắp lờ mờ. Chàng buông người xuống chiếc ghế cũ bên cạnh bàn. Chiếc bàn lung lay khiến cho ngọn đèn cũng chập chờn và căn phòng trở nên tối hơn. Thấy chồng say rượu, Thôi Mẫn vội đứng dậy rót một tách trà và hai tay bưng cho chàng. An Phúc uống hết tách trà mà không quay lại nhìn nàng và đặt mạnh tách trà lên bàn, làm cho ngọn đèn lờ mờ hơn nữa. Rồi chàng đứng dậy, bước vào phòng trong. Không buồn cởi chiếc áo choàng dài, chàng nhào lên cái giường mà Vân Thụy vẫn thường ngủ mỗi khi chàng vắng nhà. Thôi Mẫn tìm một chiếc mền mỏng và bước vào phòng trong. Nàng muốn đắp mền cho chàng nhưng không dám, sợ chàng nổi nóng. Nàng đứng tư lự một lát rồi thở dài và quay đi, bỏ cái mền trên chiếc giường. Sau khi vặn đèn nhỏ hơn nữa, nàng cởi quần áo và nằm trên chiếc giường của nàng. An Phúc đã biết chuyện, nhưng qua lời kể của người thân, anh đang vô cùng bực tức và khinh thường việc làm của vợ. Tình cảm vợ chồng 20 năm có đủ để hàn gắn vết thương này hay không? Mời các bạn nghe tiếp vào phần sau của chuyện nhé! Phòng thì chiếc màn cửa bị giật mở toang và An Phúc đứng đó. Nàng co rúm như một trái banh, như thể là chiếc màn cửa đập vào nàng thay vì vào tường. Trong bóng tối, cái thẹo tím nâu của An Phúc nổi bật lên vì mặt chàng đã biến thành màu xám như tro, trong khi mí mắt trái giật giật như thể chàng đang trong một cơn động kinh vậy. Thôi Mẫn hoảng hốt lùi lại một bước, tựa vào chiếc tủ quần áo. Nàng cố gắng hỏi, chàng ở đâu? Em đang định đi tìm chàng. An Phúc tiến một bước về phía nàng, một tay nắm chặt chiếc áo thêu của nàng. Chàng nhấc bổng nàng lên. Nàng hỏi ta ở đâu hả? Nàng sợ muốn chết biết ta ở trong phòng của mẹ ta phải không? Còn điếm rẻ tiền, hành động của nàng đẹp lắm. Rồi chàng buông tay ra và Thôi Mẫn lảo đảo, lưng nàng lại đụng vào chiếc tủ quần áo. Hay lắm, trong lúc ta làm ăn vất vả như một con ngựa ở Thượng Hải, nàng lén đưa đàn ông vào nhà, nói cho ta biết, làm thế nào nàng gian díu với thằng lưu manh ấy. Tiến lên một bước nữa, An Phúc đứng sát nàng, ngón tay trỏ của chàng giống như ngón tay trỏ của bà mẹ, chỉ thẳng vào nàng, gần như chạm vào mặt nàng. Em đã muốn nói cho chàng biết chuyện này, em không bao giờ có ý định gian díu với hắn, chính là tại gã họ Lưu đó, hắn dùng sức mạnh lôi em lên lầu. An Phúc hất mặt về phía trước, chỉ tay vào mũi và nói chặn nàng. Nàng cho ta là một kẻ ngớ ngẩn hay sao? Nếu nàng không đồng ý, thì ai có thể làm gì được nàng? Mẹ thật là quá đúng khi nói nàng là đồ rẻ tiền, sinh ra đã rẻ tiền rồi. Cút đi! Gia đình nhà họ Trần không thể chứa một con người dâm đãng như nàng. Lập tức Thôi Mẫn quỳ xuống, hai tay ôm chân An Phúc và nói, xin hãy nghe em không bao giờ đồng ý chuyện đó, không bao giờ. Hắn cưỡng bức em chỉ là một người đàn bà, làm sao em chống cự được hắn chứ? Nếu em nói dối một lời, thì sét đánh em chết ngay lúc này. An Phúc gầm lên, sét sẽ đánh chết nàng thực đấy, nói hay lắm. Vậy thì tại sao nàng không tự tử đi khi hắn cưỡng bức nàng? Tại sao nàng không đập đầu vào chân giường để chết đi? Đúng là những lời của mẹ. Vậy mà chàng hứa, chàng sẽ không tin những gì mẹ nói. An Phúc đạp nàng ra, rồi nâng nàng dậy, tát vào mặt nàng. Mạnh đến nỗi, nàng bị văng tới tận giường. Một dòng máu đỏ tươi ứa ra từ khóe miệng nàng. Sao nàng dám phê bình mẹ sau khi nàng đã làm chuyện này? Vung một cánh tay, An Phúc gạt tất cả những đồ son phấn trên mặt tủ quần áo xuống đất. Chiếc hộp đựng phấn có tiếng nhạc bên trong kêu lên một khúc nhạc trong căn phòng tối tăm. An Phúc dùng chân đạp lên cái hộp phấn để chấm dứt tiếng nhạc. Trong suốt những năm qua, ta đối xử với nàng như một người đàn bà có tư cách, mua cho nàng cái này cái nọ cho nàng sung sướng. Ta không bao giờ ngờ rằng nàng bôi phấn lên mặt để quyến rũ đàn ông khác. Đêm nay,
Trước khi ta trở lại phòng này, nàng phải ra đi, ta không muốn trông thấy nàng một lần nữa. An Phúc bước ra khỏi phòng, gạt tấm màn cửa mạnh đến nỗi, chiếc màn cửa đập vào bức tường. Vào khoảng nửa đêm, khi An Phúc lảo đảo bước vào phòng, Thôi Mẫn vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngọn đèn dầu thắp lờ mờ. Chàng buông người xuống chiếc ghế cũ bên cạnh bàn. Chiếc bàn lung lay khiến cho ngọn đèn cũng chập chờn và căn phòng trở nên tối hơn. Thấy chồng say rượu, Thôi Mẫn vội đứng dậy rót một tách trà và hai tay bưng cho chàng. An Phúc uống hết tách trà mà không quay lại nhìn nàng và đặt mạnh tách trà lên bàn, làm cho ngọn đèn lờ mờ hơn nữa. Rồi chàng đứng dậy, bước vào phòng trong. Không buồn cởi chiếc áo choàng dài, chàng nhào lên cái giường mà Vân Thụy vẫn thường ngủ mỗi khi chàng vắng nhà. Thôi Mẫn tìm một chiếc mền mỏng và bước vào phòng trong. Nàng muốn đắp mền cho chàng nhưng không dám, sợ chàng nổi nóng. Nàng đứng tư lự một lát rồi thở dài và quay đi, bỏ cái mền trên chiếc giường. Sau khi vặn đèn nhỏ hơn nữa, nàng cởi quần áo và nằm trên chiếc giường của nàng. An Phúc đã biết chuyện, nhưng qua lời kể của người thân, anh đang vô cùng bực tức và khinh thường việc làm của vợ. Tình cảm vợ chồng 20 năm có đủ để hàn gắn vết thương này hay không? Mời các bạn nghe tiếp vào phần sau của chuyện nhé! An Phúc dùng chân đạp lên cái hộp phấn để chấm dứt tiếng nhạc. Trong suốt những năm qua, ta đối xử với nàng như một người đàn bà có tư cách, mua cho nàng cái này cái nọ, cho nàng sung sướng. Ta không bao giờ ngờ rằng nàng bôi phấn lên mặt để quyến rũ đàn ông khác. Đêm nay, trước khi ta trở lại phòng này, nàng phải ra đi, ta không muốn trông thấy nàng một lần nữa. An Phúc bước ra khỏi phòng, gạt tấm màn cửa mạnh đến nỗi, chiếc màn cửa đập vào bức tường. Vào khoảng nửa đêm, khi An Phúc lảo đảo bước vào phòng, Thôi Mẫn vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngọn đèn dầu thắp lờ mờ. Chàng buông người xuống chiếc ghế cũ bên cạnh bàn. Chiếc bàn lung lay khiến cho ngọn đèn cũng chập chờn và căn phòng trở nên tối hơn. Thấy chồng say rượu, Thôi Mẫn vội đứng dậy rót một tách trà và hai tay bưng cho chàng. An Phúc uống hết tách trà mà không quay lại nhìn nàng và đặt mạnh tách trà lên bàn, làm cho ngọn đèn lờ mờ hơn nữa. Rồi chàng đứng dậy, bước vào phòng trong, không buồn cởi chiếc áo choàng dài, chàng nhào lên cái giường mà Vân Thụy vẫn thường ngủ mỗi khi chàng vắng nhà. Thôi Mẫn tìm một chiếc mền mỏng và bước vào phòng trong. Nàng muốn đắp mền cho chàng nhưng không dám, sợ chàng nổi nóng. Nàng đứng tư lự một lát rồi thở dài và quay đi, bỏ cái mền trên chiếc giường. Sau khi vặn đèn nhỏ hơn nữa, nàng cởi quần áo và nằm trên chiếc giường của nàng. An Phúc đã biết chuyện, nhưng qua lời kể của người thân, anh đang vô cùng bực tức và khinh thường việc làm của vợ. Tình cảm vợ chồng 20 năm có đủ để hàn gắn vết thương này hay không? Mời các bạn nghe tiếp vào phần sau của chuyện nhé! Ở phòng trong, nàng muốn đắp mền cho chàng nhưng không dám, sợ chàng nổi nóng. Nàng đứng tư lự một lát rồi thở dài và quay đi, bỏ cái mền trên chiếc giường. Sau khi vặn đèn nhỏ hơn nữa, nàng cởi quần áo và nằm trên chiếc giường của nàng. An Phúc đã biết chuyện, nhưng qua lời kể của người thân, anh đang vô cùng bực tức và khinh thường việc làm của vợ. Tình cảm vợ chồng 20 năm có đủ để hàn gắn vết thương này hay không? Mời các bạn nghe tiếp vào phần sau của chuyện nhé! An Phúc đã biết chuyện, nhưng qua lời kể của người thân, anh đang vô cùng bực tức và khinh thường việc làm của vợ. Tình cảm vợ chồng 20 năm có đủ để hàn gắn vết thương này hay không? Mời các bạn nghe tiếp vào phần sau của chuyện nhé. Thank you.
Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!